review đồng hồ nào giá rẻ, đẹp mà còn đến từ thương hiệu nổi tiếng nữa đi chị. Đồng hồ đẹp, giá rẻ, thương hiệu nổi tiếng. Ok luôn. 1, 2, 3. Ta-da. Đó, và đây là 6 mẫu đồng hồ đến từ những thương hiệu đảm bảo là nổi tiếng, đẹp mà còn giá rẻ nữa mà mình vừa chọn được để mà giới thiệu cho các bạn. Thì đây là 6 mẫu đồng hồ đến từ hai thương hiệu đó là Citizen và Casio. Và cùng mình tìm hiểu xem 6 mẫu đó là gì nha. Ok, bắt đầu video thôi. Rồi, em đồng hồ đầu tiên nè, thì đây sẽ là một em đến từ thương hiệu Citizen, để mình mở ra cho các bạn xem nha. Wow, thì đây là một mẫu đồng hồ nam đến từ thương hiệu Citizen với mã sản phẩm là AK5000-54A. Thì mình thấy cái mẫu này sẽ hợp với các bạn nam mà có cái phong cách thanh lịch, tại vì em này sẽ có dây kim loại. Và đặc biệt là cái dây kim loại này được làm bằng chất liệu thép không chỉ nên là rất là bền với thời gian luôn. Và cái mặt đồng hồ có thiết kế rất là đặc biệt đó mọi người. Các cọc số được thiết kế theo hình la mã nè. Bên cạnh đó thì kim dây và kim giờ sẽ rất là thanh mảnh nên là mang một cái nét rất là thanh lịch luôn. Và phía dưới cái kim dây kim giờ sẽ có một cái lịch tuần trăng nên là sẽ giúp các bạn biết được thời điểm trăng tròn hay là khuyết theo chu kỳ từng tháng. Tông màu bạc trắng sáng nè, nên là các bạn nào mà theo đuổi cái phong cách này thì có thể lựa chọn em này nha. Em này sẽ có hệ số chống nước là 5 ATM, nên là các bạn có thể thoải mái đi tắm hoặc là đi mưa nhẹ mà không lo đồng hồ bị hỏng hóc. Nhưng mà nói chung là các bạn nên tránh nước để mà giữ đồng hồ được lâu hơn nha. Và dành cho các bạn nào muốn tham khảo thì hiện tại em này có giá là 3.740.000, nhưng mà được giảm 30% nên là chỉ còn có 2.618.000 thôi. Rất là rẻ luôn nè, các bạn hãy nhanh tay tranh thủ đặt mua em nó nha. Rồi, bây giờ đến em đồng hồ thứ hai nha. Vẫn sẽ là một em đồng hồ đến từ thương hiệu Citizen nè. Nhưng mà khác với mẫu đồng hồ hồi nãy, thì đồng hồ hồi nãy là đồng hồ nam, thì bây giờ mình sẽ giới thiệu các bạn một mẫu đồng hồ nữ. Thì em này có mặt đồng hồ siêu nhỏ luôn mọi người, nên là em này mình nghĩ sẽ hợp với những bạn nào mà có cổ tay nhỏ như mình nè. Em này sẽ có mã sản phẩm là AG614359A, là một sản phẩm đến từ thương hiệu đồng hồ Citizen của Nhật Bản nên là rất là uy tín và chất lượng luôn. Đồng hồ được trang bị khuôn viên bền bỉ chắc chắn nên là sẽ bảo vệ tốt các chi tiết bên trong cũng như là những va chạm thông thường. Bên cạnh đó là một mặt kính khoáng trong suốt nè, có độ cứng cao, dễ dàng đánh bóng sau khi đeo một thời gian dài, kể cả khi bị chày xước nhẹ luôn. Và khi mình đeo thì mình thấy cái chất liệu dây đeo rất là thoải mái, đeo thời gian dài cũng không hề cảm thấy khó chịu hay gì hết. Và đặc biệt là cái chất lượng dây đeo này rất là bền bỉ nên là có thể chịu được mọi thời tiết khắc nghiệt nè. Chất liệu dây sáng bóng nhờ khả năng chống oxy hóa tốt nên là sẽ bảo vệ đồng hồ được một thời gian rất là dài. Và ngoài ra các bạn cũng có thể thoải mái tắm, rửa tay và đi mưa nhờ cái hệ số chống nước là 5 ATM. Nhưng mà lưu ý là các bạn không nên đeo đồng hồ Citizen này khi mà đang đi bơi nha. Và hiện tại em này đang có giá gốc là 4.350.000, nhưng mà được giảm 30% là chỉ còn 3.045.000 thôi. Và mình thấy với một cái thiết kế đẹp như vậy mà chỉ có giá từ 3 triệu thì mình thấy rất là hợp lý nè. Các bạn nào mà muốn tham khảo thì có thể nhanh tay tranh thủ để mà đặt mua nha. Tiếp theo sẽ là một mẫu đồng hồ vẫn là thương hiệu Citizen, nhưng mà mẫu này sẽ là mẫu dành cho nam nha mọi người. Em này có dây da rất là sang trọng và đặc biệt luôn. Bên cạnh đó thì toàn bộ đồng hồ sẽ được kết hợp giữa hai tông màu, đã là màu vàng đồng và màu nâu, nên là nhìn kiểu tổng thể rất là thanh lịch nhưng mà vẫn sang trọng á mọi người. Thì em này vẫn sẽ là một em đến từ thương hiệu Citizen, có thể nói là hàng đầu Nhật Bản. Bên cạnh đó đường kính mặt của em này là 42mm và độ rộng dây là 20mm. Chất liệu dây da rất là êm nhẹ nè, khi mà đeo cảm thấy thoáng và mang lại cảm giác thoải mái khi đeo. Và em này có một cái khuôn viền được làm bằng chất liệu thép không chỉ cực kỳ chắc chắn. Ngoài ra mặt kính sẽ là mặt kính khoáng có độ cứng tốt nè, trong suốt, hạn chế chày xước và nứt vỡ khi mà va chạm nhẹ. Đặc biệt đồng hồ này có hệ số chống nước lên tới 10 ATM nên là có thể thoải mái đeo khi mà tắm hay là bơi lội, nhưng mà lưu ý là không mang khi lặn nha. Và một điểm đặc biệt nữa mà mình thấy ở em này đó chính là em này được trang bị lịch ngày nè, và đặc biệt là kim dạ quang. Thì cái tác dụng của lịch ngày thì có thể giúp chúng ta theo dõi ngày tháng một cách dễ dàng hơn, có thể biết hôm nay là ngày thứ mấy. Còn kim dạ quang thì trong bóng tối thì chúng ta vẫn có thể nhìn giờ giấc một cách rất là rõ ràng luôn. Thì nói chung em này rất là đẹp, tính năng cũng ok, tuyệt vời. Và em này có mức giá rất là phải chăng luôn á. Hiện tại giá gốc của em này là 3.530.000 đồng, nhưng mà được giảm 30% nên là chỉ còn có 2.471.000 đồng thôi, nên là rất là rẻ luôn á mọi người. Tiếp theo em đồng hồ thứ 4, để mình xem nó từ hãng gì nha. Một em đồng hồ vẫn là đến từ thương hiệu Citizen luôn. Thì đây sẽ là mẫu đồng hồ nữ nha.
ấn tượng đầu tiên của mình khi mà nhìn em này là em này có thiết kế rất là thanh lịch. Thì em này sẽ có tông đen nè, kết hợp với mặt kim dây màu vàng đồng nên là nhìn tổng thể vẫn rất là cuốn hút luôn. Mẫu đồng hồ này sẽ có mã sản phẩm là M059917E, là một chiếc đồng hồ nữ đến từ thương hiệu Citizen, nói chung là uy tín và chất lượng đó. Và em này sẽ được trang bị một mặt kính khóa có độ trong suốt cao nè, độ cứng theo mình khá là ổn, ít nứt vỡ khi mà va đập vừa phải. Và đặc biệt em này sẽ có khung viền thép không chỉ có thể chống ăn mòn nè, chống oxy hóa và hạn chế hư hỏng khi mà lỡ mà chúng ta làm rơi rớt á. Ngoài ra thì các bạn có thể yên tâm đeo đi tắm nè, đi mưa vì hệ số chống nước là 50 mét lận. Và dành cho các bạn nào mà muốn tham khảo thì em này sẽ có giá là 5.400.000, nhưng mà đặc biệt được giảm 30% là chỉ còn 3.780.000 thôi. Và mình thấy mức giá này rất là phải chăng để mà sở hữu một em đồng hồ vừa đẹp mà vừa sang trọng từ Citizen như thế này. Và nãy giờ thì mình đã giới thiệu các bạn tổng cộng là 4 em đến từ thương hiệu Citizen. Mà đó giờ thì các mẫu của Citizen đều có mức giá từ tầm trung đến cao. Mà nãy giờ mình giới thiệu với các bạn toàn những mẫu dưới 4 triệu thôi. Và các bạn hãy tranh thủ cái dịp này Citizen đang sale nè, để mà đặt mua để sở hữu cái mức giá hợp lý như thế này nha. Và tiếp theo thì mình sẽ giới thiệu các bạn những mẫu đồng hồ đến từ thương hiệu Casio nha. Mà Casio thì quá nổi tiếng rồi nên mình không cần phải giới thiệu gì nhiều, bắt đầu luôn. Đây, mình sẽ bóc thử một em nha. Wow, khi mà mình search trên web thì mình thấy em này sẽ dành cho các bạn nam. Nhưng mà mình thấy khi nhìn ngoài đời thì các bạn nữ cũng có thể đeo được luôn. Đặc biệt là cái mặt đồng hồ khá là nhỏ nhắn nè, vuông vức. Và dây đeo cũng nhỏ, có độ rộng vừa phải sẽ phù hợp với tay của bạn nữ. Nên là bạn nào mà theo cái phong cách mà kiểu mạnh mẽ, cá tính thì có thể tham khảo em này. Mẫu đồng hồ này có mã sản phẩm là MQ382ADF. Em này được trang bị khuôn viền nhựa nhẹ nè, khá là cứng cáp, chịu được các va đập mạnh và bảo vệ tốt phần lõi bên trong. Ngoài ra, mặt kính khoáng có độ cứng khá là tốt, trong suốt, hạn chế chảy xước và nứt vỡ khi mà va chạm nhẹ. Và em này có chất liệu dây đeo nhựa nhẹ nhàng, bền bỉ, chống thấm nước, phù hợp với nhiều kích thước cổ tay. Và khi mà mình đeo một thời gian dài thì vẫn thấy rất là dễ chịu. Hệ số chống nước của em này là 3 ATM nên là các bạn có thể đeo đồng hồ để rửa tay, đi mưa đều ok. Nhưng mà lưu ý là không đeo đi tắm, bơi lội hay là lặn nha. Và hiện tại em này sẽ có mức giá gốc là 444.000 nhưng mà được sale tận 50% nên là chỉ còn có 222.000 thôi, là các bạn có thể tranh thủ đặt mua nha. Và cuối cùng vẫn sẽ là một em đồng hồ đến từ thương hiệu Casio nữa. Nãy giờ mình khui 6 em rồi mà mình thích em này nhất luôn. Em này có thiết kế siêu đặc biệt luôn á. Mình biết là Casio hay có những cái mẫu đồng hồ mà nó có thiết kế kiểu mạnh mẽ cá tính như này, mà lần đầu tiên mình thấy em này luôn. Em này sẽ phù hợp với các bạn nam mà theo cái phong cách thể thao một xíu, cá tính một xíu thì sẽ phù hợp với em này hơn nè. Các bạn nào mà muốn mua em này thì em này sẽ có mã sản phẩm là MTB E5017AVDF nha. Thì đây là một mẫu sản phẩm đến từ thương hiệu Casio, nói chung là nổi tiếng của Nhật Bản rồi, mình không cần phải giới thiệu gì nhiều ha. Thì chiếc đồng hồ này sẽ có đường kính mặt là 44mm nè, nên là sẽ phù hợp với các bạn nam nào mà có cổ tay từ vừa và to. Và khuôn viền thép không chỉ cực kỳ bền bỉ, chịu va đập tốt nè. Bên cạnh đó là dây nhựa nhẹ nhàng, chống thấm nước tốt, nên là các bạn có thể thoải mái khi đeo luôn. Và em này sẽ có hệ số chống nước là 5 ATM nên là các bạn có thể đeo khi mà đi tắm, rửa tay hoặc là đi mưa, nhưng mà lưu ý là không nên đeo khi mà tham gia bơi lội này kia. Và ngoài ra em này sẽ giúp các bạn quản lý thời gian tốt hơn với đồng hồ 24 giờ nè. Bên cạnh đó là tiện ích bấm giờ chronograph nên là sẽ giúp các bạn thuận tiện hơn rất là nhiều khi mà sử dụng. Mà các bạn ơi, em này có giá gốc là 3.085.000 nhưng mà được giảm 30% nên là chỉ còn có 2.159.000 thôi. Nên là các bạn hãy tranh thủ đặt mua để sở hữu cái mức giá siêu hấp dẫn này nha. Nãy giờ thì mình đã giới thiệu các bạn tổng cộng là 6 em đồng hồ đến từ hai thương hiệu là Citizen và Casio. Nhưng mà đảm bảo được tất cả các yêu cầu các bạn đã đặt ra nè, rẻ nè, đẹp mà còn đến từ những thương hiệu nổi tiếng nữa, thì Casio sẽ có mức giá khá là phải chăng. Còn Citizen sẽ có mức giá cao hơn một chút. Nhưng mà những cái mẫu mà mình giới thiệu các bạn nãy giờ thì đều đang được sale, nên là nhìn chung thì đều rất là rẻ luôn, nên các bạn có thể tranh thủ đặt mua để sở hữu cái mức giá siêu hấp dẫn này nha. Các bạn ơi, các bạn có biết tại sao những mẫu đồng hồ mà mình giới thiệu nãy giờ các bạn đều đang được sale với mức giá cực khủng không? Thì hiện tại Thế Giới Di Động đã mở rộng quy mô đến tận 3.000 shop đồng hồ phủ rộng khắp toàn quốc luôn, từ Bắc tới Nam luôn nè. Nên là đang có chương trình tri ân cực khủng nè, giảm toàn bộ mặt hàng đồng hồ thời trang đến từ tất cả các thương hiệu, nên là các bạn hãy nhanh tay mua sắm để mà sắm cho mình một em đồng hồ ưng ý để đi chơi dịp 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 này nha. Và cái chương trình này chỉ diễn ra trong vòng tháng 4 thôi, mà hôm nay đã là 20 mấy tháng 4 rồi đó, nên là các bạn hãy nhanh tay đặt mua để mà có đồng hồ diện đi chơi 30 tháng 4 1 tháng 5 nha. Và nếu các bạn thấy video này hữu ích, đừng quên nhấn like, share, subscribe và nhấn thông báo để ủng hộ những video tiếp theo của tụi mình nha. Bây giờ thì bye bye.